Thưa quý vị và các bạn, kiệt tác truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã xây dựng các nhân vật điển hình sống động. Càng nghiên cứu, khám phá, càng thấy mới, thú vị. Có thể nói nhờ con mắt trông đến sáu cõi, tấm lòng nghĩ đến nghìn đời của cụ Nguyễn Tiên Điền mà đời sau ta có được những bất ngờ, lý thú mỗi khi cùng suy ngẫm những câu thơ trong kiệt tác truyện Kiều. Trong chương trình Nguyễn Du và truyện Kiều hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện có tựa đề Những giấc chiêm bao trong truyện Kiều. Chương trình được sự tài trợ tham vấn về nội dung của Quỹ Bảo tồn và Phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và truyện Kiều. Hôm nay nhóm Văn Kiều lại sinh hoạt để bàn luận tiếp về nội dung những giấc mơ chiêm bao trong truyện Kiều. Một vị cất tiếng trước: giấc mơ đầu tiên là Thúy Kiều gặp Đạm Tiên sau khi đi tảo mộ cùng hai anh em về, được Nguyễn Du diễn tả bằng 30 câu lục bát từ câu 185 đến câu 214, ý rằng: chênh chênh bóng nguyệt xế mảnh, tựa ngồi bên triện một mình thiêu thiêu, gió đâu xịch bức mảnh mảnh, tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao. Đúng là giấc mộng còn gì. Giấc mộng này như một chỉ dấu báo trước về tương lai của Thúy Kiều. Đó là sổ đoạn trường có tên, là người một hội một thuyền với Đạm Tiên. Có thể nói chính sự báo mộng này cho ta thấy cái nhìn gọi là về thuyết thiên mệnh, tiền định theo quan điểm của Nguyễn Du. Sau cơn gia biến, Thúy Kiều phải bán mình chuộc cha. Khi về tới lầu xanh của Tú Bà ở Lâm Truy, bị Tú Bà thị uy và quát gian nhân đánh đập, Kiều đã rút dao tự sát và ngất đi. Giấc mơ thứ hai của Thúy Kiều xuất hiện và được tả trong 10 câu thơ, từ câu 993 đến câu 1002. Nào hay chưa hết trần duyên, trong mê giường đã đứng bên một nàng, thuốc thang suốt một ngày thâu, giấc mê nghe đã giàu giàu vừa tán. Một vị khách tiếp lời: sau giấc mộng lần thứ hai này, Thúy Kiều trải qua 15 năm lưu lạc với hàng loạt các biến cố trong đời. Đó là từ việc gặp gỡ Thúc Sinh cho đến khi bị ép gả cho Viên Thổ Quan, nàng đã nhảy xuống sông Tiền Đường tự vẫn. Giấc mơ thứ ba của Thúy Kiều xuất hiện khi tự vẫn mà không chết và được Giác Duyên cứu kịp thời. Giác Duyên nhận thật mặt nàng, nàng còn thiêm thiếp giấc vàng chưa phai, mơ màng phách quế hồn mai, Đạm Tiên thoát đã thấy người ngày xưa. Giấc mơ thứ ba này cũng đã đồng thời khép lại vận hạn của nàng Kiều, khép lại những năm tháng sóng gió lưu lạc. Tên nàng Kiều trong sổ đoạn trường đã được xóa đi, và như lời Đạm Tiên thì từ nay về sau mọi điều đều tốt đẹp. Còn nữa, chữ chiêm bao cuối cùng được Nguyễn Du sử dụng trong truyện Kiều là chữ chiêm bao dành cho tất thảy mọi người khi đại gia đình tìm được Thúy Kiều sau 15 năm lưu lạc. Tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao. Nghe đến đây, ông giáo Viễn tiếp đôi lời: xin thưa với quý vị, hạnh phúc dẫu muộn màng, mừng mừng tủi tủi, nhưng cũng là một cái kết của niềm mong ước cho tất cả mọi người. Đó cũng là một kết thúc có hậu, phản ánh ước mơ ngàn đời như trong những câu chuyện cổ tích của người Việt Nam, rằng người tốt cuối cùng phải được hưởng cuộc sống bình an hạnh phúc. Trong kiệt tác truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã 8 lần sử dụng chữ chiêm bao. Bên cạnh đó là các cách diễn đạt khác như mộng triệu, mộng huyễn, giấc mộng, mê, thần mộng, dùng đến 2 lần, giấc hương quan, giấc vàng, tất cả góp phần làm nổi bật thế giới tinh thần, cảm xúc và tâm trạng của các nhân vật. Đời người phải chăng cũng như một giấc mộng lớn mà thôi. Điều quan trọng nhất là mỗi người cần sống bằng một thiện căn, bởi thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Chương trình Nguyễn Du và truyện Kiều xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.